mình đã tiến bộ. Sắp hy vọng là sắp nói xong cái tấm 263 này rồi. Nhẫn là nhẫn ở trong và nhẫn ở ngoài. Nhẫn ở trong á là nhẫn với những cái ma của trong cái tâm của quý vị. Nói một cách mà trắng trợn là chúng ta ai cũng có ma ở trong cái trung tâm mình hết. Trong người chúng ta nó có những cái loại ma. Là ma gì? Cái ma của cái chuyện tình dục, nhất là bị cái tụi mà thiên ma nó nhiệt dây những cái chuyện này. Đây là những cái con cái thiên ma mà rất là mạnh, nó ảnh hưởng tới cái tâm thần chúng ta. Thành nhiều khi cái chuyện mà tình dục chúng ta tham tình dục là do từ ma nó nhiệt dây. Ok, thành cái loại thiên ma mà trong tâm chúng ta mà khó đối phó nhất là cái ma về chuyện tình dục. Như nói về người Tây phương, nói cái chuyện mà chuyện tình dục là cái chuyện chưa chắc tốt cho chúng ta, thì họ bác bỏ ngay lập tức. Do quý vị thấy là cái văn hóa người Tây phương nó bị cái tụi thiên ma nó ảnh hưởng lớn không thể tưởng được, mạnh không thể tưởng được. Thành cái thiên ma mà về cái ma mà về cái chuyện tình dục nó rất là khó đối phó, cái là khó nhất. Cái thứ nhì là cái mình những khi mình bỏ thời giờ mình tí xíu mình đi qua cái danh sách này để tự nhắc lại là mỗi ngày chúng ta phải phấn đấu với những cái loài ma gì. Cái thứ nhì là lo âu. Trước khi mình thấy xuất gia cứ lo suốt ngày suốt đêm. Cái bản tính con người khi mà có một tí thông minh đó, là bắt đầu mình tính trước. Cái mà tính toán trước đó, tính trước đó là một cái loại lo âu. Cái người mà chuyên môn nghĩ tính toán trước đó, là cái người đang lo âu. Dễ sợ không? Thành cái cuộc sống chúng ta nó dễ sợ như vậy. Nó kềm chế chúng ta một cách, nó điều khiển chúng ta một cách tài tình. Mình nghĩ mình tính toán trước là chuyện hay. Nếu như mình không biết hạn chế nó, là cái đó là một cái loại lo âu. Tính toán trước là nên, nhưng đều tính toán trước quá lố thì cái đó là nó thành sự lo âu. Thành khó mà phân biệt cái gì, khó phân biệt cái gì là thông thường, cái gì là quá lố. Thứ ba là đói với khác. Cái đói với khác là một cái loại ma bình. Người thấy chán đời dễ sợ. Cứ nghĩ là mình đói là chuyện thông thường, mình khát là chuyện thông thường. Nhưng khi cái đói với khát đó là bị ma nó giữ dậy. Ngồi coi tivi bỗng nhiên, ôi, ngồi coi tivi ngon lành bỗng nhiên, ôi thôi, mình ăn tí trứng bơ, hoặc là uống tí bia. Cái đó là bị ma nó giữ dậy. Như khi mà khát trà đá, tối hôm qua là sẽ bị hoàn toàn nó bị tấn công. Thì tối hôm qua là uống một cái lon Dr. Pepper vẫn còn khác như thường, rồi xong cho uống rồi xong cho uống một cái hộp sữa đậu nành vẫn chưa hết khác, rồi uống thêm một cái ly đinh chanh đá nữa. Thầy nghĩ như vậy. Không thể nào mà lỗi thầy như vậy được. Đang tham ham uống dễ sợ như vậy. Hả? Nó giật dây mình ở trong, tại nhiều khi mình để ý nó giật dây. Muốn ăn hoài, muốn uống hoài. Xong ngồi la cà nói chuyện rồi lúc mình ngồi la cà nói chuyện nó giật dây, nó bị mình khác. Hoặc là buồn ngủ, thiền buồn ngủ không? Có những người cứ mỗi lần thiền là mình ngủ lên ngủ gà ngủ gật. Cái mà những cái người mà ngủ gà ngủ gật này, cái việc đầu tiên là họ không ngờ họ đang bị tấn công, bị ma nó giật dây mà không biết. Thấy cười không? Thấy dễ sợ không? Cái từ ma mà cái nội ma đó rất là nguy hiểm. Nó giật dây mình không biết.
nhiều, đương nhiên có nhiều khi mình thiền buồn ngủ tại vì mình mệt quá đấy, mệt nhòi mình chịu thôi, hoặc là mình bị cái nghiệp báo mình chịu thôi. Đều quý vị không biết á, thường thường á, sau khi quý vị ăn no mà ngồi thiền buồn ngủ là bị nó giật dây đó. Cái thứ sáu là cái lo sợ, mình lo cho con cái mình, đúng không? Hoặc là mình lái xe hỏi nhau, ủa mình tắt cái bếp chưa ha? cái nghi ngờ và cái luyến tiếc. Trong nghề bên người buôn bán thì biết cái chuyện đó, mình vào mua một cái xong mới ra khỏi cái tiệm một cái là mình bỗng nhiên mình tiếc, mình hối hận, mình nói, chắc là không nên mua. Bà xã cũ thầy vậy đó, cứ đi tới shopping center đi hết này chỗ khác vào, cuối cùng tìm chỗ mua một cái rồi á thì ra ôi trời, thôi đáng lý mình nên mua cái này. Cái khi mà mình cần làm một cái quyết định quan trọng, mình cứ hoài nghi, giận là chuyện thông thường. Như còn lái trên xa lộ thì biết là thầy không nên nổi giận, mỗi lần mà người ta lái xe mà nó cắt mình một cái mình khó chịu. Thành cái tập lái xe, mình lái xe trên freeway mà nó chạy 60-70 mai mà nó cái khóc. Thành cái người xuất gia rất có một cái, có cái tội này nữa. Người xuất gia có cái tội là thích người ta ủng hộ mình và thích nổi tiếng. Thích nổi tiếng thôi, không cần biết cần gì, chỉ cần miễn sao nổi tiếng được rồi. Cái người xuất gia cái tội như vậy đó. Tối hôm qua mà quý vị mà nghe thầy nói pháp thì chắc chắn là thầy phạm cái tội đó rồi. Ai thắc mắc gì không? Quý vị để ý, những cái tình cảm này nó xảy ra thông thường chúng ta mỗi ngày, thực ra chúng ta không biết rằng nhiều khi mình bị giật dây. Tưởng là mình chấp nhận cái chuyện này. Thì ma nó giật dây. Có ai có ý kiến thắc mắc gì không? Ai muốn có thú tội gì không? Có một lần con lái xe đi. Ta có gì mà còn mắc cỡ hơn nữa không? Cái vị còn lại trừ thầy Hiền Trì là đều là người hay hết. Cái nổi tiếng mà nó rỗng tích nghĩa là sao? Có nghĩa là mình có nổi tiếng, nó rỗng nghĩa là sao? Cái nổi tiếng mà rỗng tích nghĩa là sao? Cái này là người Á Châu cái thứ ấy. Không biết hả? Cái gì thầy cũng biết nữa. Có mình người xuất gia mới có. Phản kim đi. Cái nổi ra cái này là có người xuất gia, bệnh cái bệnh người xuất gia. Cái nổi danh mà nó rỗng tích nghĩa là sao? Rỗng tích có nghĩa là nó vô ích, cái cỏ chả có ý nghĩa gì hết á. Cái nổi tiếng á, cái danh là nó rỗng tích, nó không có ý nghĩa gì hết đâu. Cái mà cái danh, hư danh nghĩa là sao? Hư danh nó gọi là hư danh nghĩa là sao? Cô người nó đi ngủ đó rồi, rõ ràng bữa nay con thiếu một ai đó. Cái hư danh nghĩa là sao? Cái hư danh là giống như là một cái giả danh nó tô điểm cho cái ngã của mình, không thật. Chó gặm xương khô, nó thấy cái xương khô nó liếm, mình nước miếng nó ra nó liếm lại, không nó nghĩ là ngon. Giống hư danh. Đúng. Hư danh nó dễ sợ lắm. Là cái danh mà mình có đó, thiệt ra nó chả có lợi gì cho mình hết đó. Cái đó là nó làm mình nó trồng cái cổ mình lại, tại vì mình bị những cái người mà thương mến kính trọng mình đó, trồng nó còng mình lại. Cái việc trở thành nô lệ cho cái danh của mình, bởi vì là hư danh. Thành cái hư danh là cái vị tưởng nó hay, thì ra nó rất là có hại cho cái vị.
tưởng mình hơn người ta, thì ra mình thua người ta, tại nó đã còng, đã còng còng cái cổ mình rồi, còng mình lại rồi. Những người xuất gia họ có cái, nó có cái bệnh là họ muốn lúc lúc mà muốn người làm người xuất gia là muốn gọi là lưu danh lại cho đời sau. Thầy mới nói chuyện một người nói là mình lớn tuổi rồi, mình sắp về hưu rồi, trước khi mình về hưu mình phải lưu danh lại cho đời sau. Mọi người mới nói thầy nghe, ngày hôm qua nói thầy mình lớn tuổi mình phải cái đó rồi lưu danh lại. À, vấn đề gì không? Muốn đối phó với 10 cái loại ma binh này. Trong cái bài kệ này á, là chỉ nêu ra 10, con số 10 thôi. Thì ra con số 10 nó tượng trưng cho vô số. Nó biến dạng dễ sợ. Thành cái việc khó mà nhận ra được lắm. Bạn cô Thân Hương, buồn ngủ không? À nhớ không, sau khi mà ăn trưa mà ngon mà buồn ngủ á là ma bình á. Cười. Dạ thầy, lúc mà người ta bị hư danh rằng khi chết đi người ta có bị hư dương dấn lại hư danh không? Phật thầy, con có một chuyện tính hỏi thầy. Con có người bạn là người bạn nó đi làm chung hãng cũng là đồng nghiệp, nhưng mà 4 năm nay là tuổi kỷ là 49 tuổi. Tuổi kỷ cái người đó mất cái người bạn này làm chung cũng là 49 tuổi. Thấy gì không có biết á, đi đưa tới từ A tới Z luôn. Thì về 2 ngày sau cái người này cũng đi luôn. Đưa đi đâu? Chết á. Cái người bạn chung 1 tuổi cũng 49 tuổi, chung một hãng luôn. Nhưng mà cái người bạn nó mất. Ông này ông không có biết, ông cũng trùng tuổi, ông không đi đưa đám đồ lo từ A tới Z luôn vậy đó. Trên núi chôn luôn vậy đó. Tới chừng về cái bắt đầu 2 tuổi sau ông này ông đi, ông là 49 tuổi ông đi. Rồi sao nữa? 49 tuổi là cái tuổi nó xấu lắm. Tuổi kỳ nhất. Nhưng mà ngủ tới sáng, tự nhiên một đêm ngủ tới sáng thì chỉ có hai đứa con nhỏ xíu à, con thằng thứ hai có 3 tuổi hả? Trời sao đẻ con trẻ trẻ dữ vậy? Trẻ dữ vậy? Ông 49 tuổi ông ngủ điên ông phá cái cửa. Vợ trẻ là vợ già. Cái chuyện tới chừng mà thường thường là 6 giờ ông đi làm. Cái bà vợ phát hiện cửa xong mà xuống bên 7 giờ chưa thức dậy. Cái đến đóng cửa rồi khóa, bỏ cửa rồi mở không được. Cái cuối cùng có nai chọn cửa vô là ông nằm thẳng. Ông đi luôn. Coi cách 2 ngày sau thôi đó. Hai người trùng tuổi luôn. Chắc chắn là vợ trẻ rồi tại ngủ riêng. Thấy có con trẻ nó khóa. Nó khóa quá đó. Thành ra ông này thì ông đi làm ông cũng mệt. Sợ ngủ quá. Đúng rồi. Tội nghiệp. Ngủ sợ con nó vô khóa. Khóa cửa lại luôn. Thành vấn đề là sao? Câu hỏi là gì? Câu hỏi là gì? Con muốn hỏi là tại sao mà nó giữ cái này? Tại sao như xong thầy biết được? Trời đất ơi, kệ ổng. Cái ý là con không biết mấy này cái tuổi nó mình phạt cái tuổi không có tốt mà mình đi đưa như vậy là nó có. Có thể lắm á. Có thể lắm. Nhau thành cái nó ảnh hưởng nó đi luôn vậy. Con muốn hỏi vậy đó. Thường thường không có đâu, thường không có đâu. Bỏ lỡ hai đứa con. Tại vì 6-7 tuổi đứa có 3 tuổi rồi. Hỏi mấy cái mà hóc búa sao thầy trả lời được. Thường thường nó ít chuyện cũng có như vậy đó. Tại vì nếu mà thiệt sự như vậy, biết bao nhiêu người đã chết yểu rồi. Nhất người trong thân nhân á, chết yểu hết sao? Đúng không? Mình lo chu đáo cho cha mẹ mình, lẽ mình cũng chết như luôn rồi. Cái đó là sự kỳ thân dân của mình là nó không có kỳ. Nó kỳ hả? Thường thường không có như vậy đâu. Cái chuyện mà lo nấm tang đó, thiệt ra không có hại gì đâu. Tại vì họ tự đều lo nấm tang, họ không có ảnh hưởng gì nhiều. Tại mấy người không biết đó, tại mấy người mà làm nấm tang họ không biết, thành ra cái ảnh hưởng rất là ít.
khi mà hiểu cái chuyện chết chóc, sau chết chóc chuyện gì xảy ra, họ ảnh hưởng mới lớn được. Họ không biết họ làm tầm bậy, họ làm thầy làm nọ, rồi cuối cùng chả có ảnh hưởng gì nhiều. Thành nó chẳng không có gì đến nỗi phải bị mất mạng. Không có. Như hồi xưa có ông kêu bằng chú Út á, ông không có lỡ chùa một hai lần thầy, ông đó cũng tu tinh tấn nha, chú tu ở chùa mấy cái thầy, chùa dĩa cái thầy, mà hồi đó cũng có người bạn mắc, ông mà tại ông là Phật tử trong chùa mà, ông thì ông lo cho ăn, cũng tự ăn tới chết luôn, lo xong cái ông về ngủ ngày mai sáng đi luôn. Ông là năm đó cũng 61 tuổi là tử kỵ nữa. Đầy người thứ ba nữa. Người bạn đó. Đầy người thứ ba. Tức là 49 tuổi, 61 tuổi á, là bài học á. 61 tuổi là cái tuổi kỵ mà. Thì 49 tuổi là tuổi kỵ, 61 tuổi cũng tuổi kỵ. Mấy cái tuổi đó, mấy cái tuổi đó đừng có làm đám ma cho người ta là chắc ăn. Bởi vì làm đám ma cuối cùng về ổng ngủ rồi ngày sau ổng đi luôn. Dạ. Mình nghe mình học bài học mới được chưa? Cẩn thận. Cái cô nói tôi còn lâu lắm tôi mới tới cái tuổi đó, tôi cũng sợ vậy đó. Thành làm sao mà quý vị đối phó, ứng phó với những cái loại nổi ma này? Thì Đức Phật mới dạy rằng, là quý vị phải dùng định huệ mới đối phó nó được. Nói cách khác, nếu như quý vị không có định, không có định lực, quý vị không có trí huệ, thì quý vị hoàn toàn bị nó giật dậy, hoàn toàn. Thành những quý vị học cái này biết để mà quý vị mở cái lòng từ bi, nhiều khi người ta không thiếu cái tự chủ, nó không phải lỗi người ta, là bị giật dây, là mình thông cảm. Quý vị biết để mà phát cái tâm từ bi, chứ không phải biết để mà càng kiêu ngạo thế. Môn Phật thầy, giống như những người ta kỹ, người ta giống như ngạo mạn lắm à. Cái gì người ta không coi người ta, ta là ta này ta nọ gì đó, cái đó là ma gì? cái đó không cần ma. Cái này là con người cái tánh tình hả? Nó không cần ma, ma nó không làm gì được nữa luôn nữa. Đấy, cứ như ma tới nó cũng tính bơ. Ma ngã mạng. Cái ngã mạng không cần ma, cái là mình ai cũng bổn sinh rồi. Sự thật là vậy đó, cái ngạ mạn là mình tính mình như vậy đó. Hả? Ma cũng sợ đó. Ma cũng sợ đó. Ma cũng sợ. Không, cái ngạ mạn, cái ngạ mạn mình cũng cần ma, mình ngạ mạn mình mạnh hơn ma nữa. Ai thắc mắc gì khác nữa không? Cô Tư Hương có nhiều câu hỏi hay lắm, còn thắc mắc mấy cái chuyện này. Đừng dự tính đi Tây Phương Cực Lạc còn lo mấy chuyện hỡi ôi này. Nói cách khác, quý vị phải cần có cái định lực, có cái trí huệ mới có tự chủ được. Cái người mà không có định lực là không có tự chủ. Nói cách khác, quý vị thấy tội nghiệp dễ sợ. Cái người mà không có định lực là hoàn toàn chỉ là nạn nhân cho nó thôi. Thì mình biết sao? Sao bà cụ nghĩ sao? Nghĩ sao? Bà cụ nó nghe không có gì rõ. Nghe không rõ hả? Nghĩa là mình không tu á là ma nó giật dây mình. Không tu học á là ma nó giật dây mà mình không biết. Ví dụ tới ngày trước ngày hôm nay, quý vị có biết, có ai biết rằng cái lo âu á là lo âu là bị ma giật dây? Ai biết chuyện đó? Không tu không học không cách nào biết. Không tu học á là nó giật dây mình, biết cả đời mình luôn á. Mấy cái game là gì, có ai biết không? Cái thằng nhỏ mình để mấy thằng nhỏ nó chơi game đó hả? Mấy cái game nó chơi nó mê lắm mà. Nó đam mê dễ sợ. Thành những người mà có con cái mà cho nó chơi, con cháu mà cho nó chơi mấy cái máy mà chơi máy trên điện tử đó cả ngày đêm đó, là đang khuyến khích nó về cái thèm lèm, thèm muốn, dễ sợ không? Cái đó nó
chơi bao ăn bao học. Trước thầy chơi, chơi bỏ ngủ luôn nữa, đừng có bỏ ăn bỏ học nữa, bỏ ngủ luôn nữa. Người lớn mê cũng dữ đó. Ba đêm không ngủ luôn. Đánh bánh cái kia mà đến độ mà cái chân hai cái miếng ngón tay nó lạnh ngắt à. Nó hút hết khí, nó lạnh ngắt cái tay, nó lạnh cống luôn. Thầy nhắc lại cái cách duy nhất mà quý vị có tự chủ trong cuộc đời quý vị thôi đó, là quý vị cần có định lực và trí huệ. Những cái người phàm phu ta nghĩ có tiền là có tự chủ, đúng không? Có sức khỏe là có tự chủ. Đức Phật dạy ngược lại, Ngài nói rằng quý vị không thể có tự chủ trừ phi quý vị có định lực, trừ phi quý vị có trí huệ. Ai thắc mắc gì không? Tại sao phải có định lực và tại sao phải có trí huệ? Có ai biết tại sao như vậy nó mới cản được không? Cái định lực á, nó sẽ sanh ra trí tuệ, càng định lực trí tuệ càng cao. Mà nếu mà mình có trí tuệ không định lực đó, có những lúc mình dễ vô sơ hở nó tấn công, giống quánh vỏ thôi, mình không đề phòng nó thọt cái mình làm kịp. Thì cái người định lực giống như người là họ báo động 24/24 thì họ lúc nào họ cũng có thể chống được. Còn nếu mà mình không có định lực mà mình đã không có trí tuệ mà định lực yếu thì có lúc mình dễ vô nó. Thầy nói con rồi, thầy nói con trả lời 4 câu, trong 4 câu nó chưa xong, cúp, thầy nói. Trước khi trả lời mới miệng nó, tao nói 4 câu là xong. Nói quá 4 câu là bắt đầu họ bắt đầu ngủ gục. Trừ phi trường hợp như thầy thì có như 2 tiếng đồng hồ thầy cứ lè phè nó luôn nó tới được không sao. Còn khi mà trả lời là 4 câu là xong. Thường 3 câu là đủ rồi. 6 chữ là đủ rồi. 6 chữ tạo đó. Là 2 câu thôi. Tại sao định lực, tại sao trí huệ? Quý vị nhận định nó ra mà quý vị có kiềm chế nó được. Tại sao Phật có định lực, tại sao Phật có huệ? Tại sao vậy? Cô có ngân, cô. Thầy, con cho con nghĩ là mình có định lực, mình có trí huệ, có thể mình bảo vệ tự mình được. Cái gì? Tại sao? Tại sao bảo vệ được? Tại sao mình có sức đó thầy? Có cái sức định lực, có sức trí huệ mình bảo vệ mình được chứ thầy? Tại sao bảo vệ? Bảo vệ cách nào? Giống như mọi việc mà người ta muốn, giống như theo thầy nói ma thì ma nó dập mình đó, nó khó lắm. Ma nó dập là mình chết chứ sao mà khó được, giỡn mà nói hay hỗn, nó quýnh cho chết rồi. Không được nói như mày, nói như nó tới, đừng khích rồi nó quýnh cho chết rồi. Ma nó mạnh hơn mình nhiều, đừng có chọc thì nó, thầy còn sợ nó nữa mà. Vậy mô Phật, vậy là mình có định lực, có trí huệ để làm gì? Để mình biết sợ má. Dốt. Đừng có dài nha, đừng có dài chọc cho nó. Hả? Tại sao định được, tại sao trí huệ? Thầy, có hai cái đó để mình chẳng được cái nó đánh không vô. Nó giật dây mình, nó nói nè, uống đi, uống nước chanh đá đi. Thành nó giật dây, nó mình khát thì uống nước chanh đá nghe. Là mình không có định lực mà mình nó nói mình tỉnh bơ, có đó là cái định lực. Nó dội ra, nó muốn vào cái óc mình á, giống như là mình có định lực như vậy, mình có sức á. Người ta đánh mình đó. Nó dồi lại, mình không sao hết đó. Giống như đứa con nít nó đánh mình vậy đó. Không cách nào nó làm mình tổn thương được. Chưa đủ hả? Trí huệ là sao? Cái việc không có hiểu cái giá trị của đức lời Đức Phật dạy. Trí huệ làm cái gì? Mình biết là ngủ vững dài công cho nên không vô được. Thế đó mà tượng nói là xảy ra dùng kiếm cái tệ đó mà chém hết. Cái thằng màu đen nó vui gàng vui gật, nó về Việt Nam nó đen thui như là chà bà vậy đó. Tại sao quý vị cần trí huệ với là về định lực? Có định lực chưa đủ sao? Tại sao cần trí huệ?
mình để mình đừng làm bậy. Cái vì nghĩ cái Phật pháp mình học để là giống như cái lý thuyết thôi hả? Có hiểu tại sao Đức Phật dạy như vậy hả? Biết tại sao không? À, tại sao vậy? Nó vào không được, nó mạnh hơn mình sao? Chẳng như nó định lực nó cao hơn cái gì hả? Nó vào được, làm sao bây giờ? Lúc đó cái gì cần cái trí huệ để mà bảo vệ mình. Cái trí huệ nó giúp cái vị nhận diện nó được cái này á là bị nó ma đánh, cái này nó không tốt cho mình, thì lúc đó mình dễ không làm hơn. Còn nếu cái việc không nhận diện nó dừ dây mình không biết, thì mình chỉ là nạn nhân nó thôi. Ai thắc mắc gì không? Ma quỷ nó mục tiêu nó làm tới nó phá mình thôi. Ai vẫn có thắc mắc gì không? Và rất nhiều người Tây phương đó khăng khăng nói rằng là không có ma, nhất là những cái người mà tàu mà được đi theo học cái hệ thống người Tây phương đó. Ai thắc mắc gì không? Bởi vì cái việc cần cả hai luôn, vừa định lực vừa trí huệ. Cái tù ma nó giật dây cái vị để cái vị có cái tự tạo cái mâu thuẫn trong cái tâm của mình. Và cái vị tu hành đó, nhất người xuất gia đó, mà cái nguy hiểm của người xuất gia là cái nghi. Còn đó là cái sự, cái đồn sự, cái kiết sự. Quý vị thầy học Phật pháp vui dễ sợ, thấy có những cái tiết lộ những cái nó xảy ra mà cái vị coi như là thông thường, mà thiệt ra cái này là ngoài cái sự hiểu biết. Cái vị cứ nghĩ là mình tự chủ, thiệt ra chúng ta không có tự chủ đâu, chúng ta bị người cái là ma này nó giật dây ngày đêm. Cái này không phải là mười không, thấy có một số người cái vị đang bị ma nó nhập mà nó giật dây cái vị là nó tự động nó giật dây trước, đã chưa làm gì nó giật dây rồi. Thầy thấy đó đều không phải chuyện của thầy. Nó nói là con người mình cứ tưởng mình có tự chủ, thiệt ra bị ma nó giật dây hoài. Thành bởi vì khi cái vị xuất gia đó, cái tụi ma nó sợ dễ sợ lắm. Cái pháp người xuất gia là cái pháp mà để cái vị thoát khỏi được cái sự kiểm soát kiềm chế của tụi ma. Người tại gia nó khác. Khi một quý vị mà được thọ cụ túc giới đó, làm tỳ kheo ni đó, thì mỗi khi mà làm cái đại lễ đó, mà khi mà được thọ giới, người tỳ kheo, người tăng với người ni mà thọ giới đó, thì khi mà thọ xong rồi một cái là cái thiên ma, cái cung của thiên ma nó rung, nó chấn động. Nó nói con của Phật bây giờ nó thêm một đứa nữa rồi, để nó tới nó chống chúng ta. Tụi nó sợ. Tại Phật pháp mình có những cái phương pháp, những cái pháp môn để mà trị tụi nó. Thì dễ sợ thưa quý vị, là cái người ta tới ủng hộ mình đó, người xuất gia có người được tới Phật tử tới cúng dường, tới nấu ăn cho mình đó, có đâu gọi là được ủng hộ. Thì người sư đó, mấy cô đó thích cái chuyện đó lắm, rất thích cái chuyện. Thành ra mấy cái sư cô mà trước đời trước mà bây giờ không còn ở đây đó, cái nói với thầy nó là kệ nó, thầy kệ nó, kệ mình kiên nhẫn để mình xây mình gầy chúng. Tại một khi mà quý vị mấy người tăng á mà tùy thuộc vào cái sự ủng hộ là người tăng đang làm việc cho mà. Mà cái vị ý những cái ông thầy tăng, những bà ni mà nổi tiếng đó, bị nó chụp đầu hết. Thầy nói là con nghe không có bỏ. Thôi đừng nghe rõ nó tốt nhất. Bắt nói những cái chuyện mà toàn sốc tai người ta không. Kệ nó không sao, nhưng khi nghe tốt. Anh thắc mắc gì nữa không? Cái này nó mặc dù cái sự thật nó hơi nó khó chịu một tí, để cái thực tế của cuộc đời của thế gian quả tá bà này vậy đó, mình bị nó giật dây hoài. Nó giật dây quý vị mà quý vị hoàn toàn không biết, nó khiếp như vậy đó.
tâm sao. Thành ra cái nội nhẫn là sao? Nhẫn của cái tâm quý vị là sao? Những cái ma ở trong cái tâm quý vị đó, nó rất khó mà đối phó tụi nó. Nên quý vị bắt đầu bằng tập cái nhẫn, rèn luyện đức tin nhẫn. Nói cách khác, nếu quý vị không chịu tập cái nhẫn, không chịu tập nhẫn cái mà không thể nhẫn được, thì quý vị đang bị nó điều khiển mà không biết. Mà quý vị lấy cái giáp áo giáp thì là cái nhẫn. Cái vị tập nhẫn với những cái mà nó đang thúc đúc trong lòng mình đó. Có nhiều người nói là ôi trời, tôi còn có 45 phút là xong cái buổi nói giảng kinh này, mình ra mình cái tiệm hamburger mình mua mà ăn. Cái đó nó vào trong tâm cái vị nhẫn không làm gì hết. Mình khát dễ sợ. Và mặc dù trong tâm mình nó nói là bây giờ mình khát dễ sợ, mà phải mình uống được cái nước chanh mà chanh đá một cái là sướng dễ sợ lắm. Không có gì mà sung sướng bằng là mình nhất định không uống chanh đá. Vậy là cái việc có tự chủ. Và cái việc uống nước chanh đá là cái việc hoàn toàn không có tự chủ, bị ma nó giật dậy. Cái đó là cái áo giáp của cái nhẫn. Lấy cái kiếm của cái trí huệ. À, cái kiếm trí huệ nó chặt nó được, chặt cái đầu của con thiên ma được. À, và cái mộc của cái định lực, có cái định lực này nó không thể nào hại cái vị được, không thể vào trong được. Và khi cái vị bị phiền não là cái vị bị nó bắn trúng rồi. Nhổ khi mình phiền não là mình bị bắn trúng rồi. Này nói vậy là chán quá, muốn tiếp tục nghe tiếp. Nói nhiều khi nói nhiều quá rồi không muốn nghe nữa. Cái ai cũng gật gù thích thú dữ vậy. Thành cái vị muốn tập cái nhẫn á, cái nội nhẫn á, là cái vị phải có những cái loại vũ khí này. Cái vị phải cần cái nhẫn, cần cái định, và cái vị cần cái huệ mới có thể có tự chủ trong cuộc đời cái vị được. À, đó là cái nhẫn ba, cái huệ ba la mật sau này. À, sau này sẽ có. Cứ ba tuần một tấm thì. Vậy phải có định mới sinh huệ đó. Định mới sinh huệ. Không có định thế nào có huệ được. Và cái pháp nhẫn là sao? Cái đó là nội nhẫn, pháp nhẫn là ngoại nhẫn. Ba cách để mà tu pháp nhẫn. Thứ nhất, không có ai đang tu cái nhẫn. Cái thứ nhì là không có ai đang kích thích mình để mình phải cần nhẫn. Không có cái pháp nhẫn gì hết. Cái vị tới được cái trình độ đó là cái vị đã ra bằng rồi. Đã đạt được nhẫn ba la mật. Sao cái vị cứ tới đó được? Làm sao quý vị biết là mình đã thành tựu rồi cái ba la mật này, nhận ba la mật này? Có nhiều người nói, tôi hiểu rồi. Có gì đâu, nó dễ quá mà. Làm sao mình biết là mình đã tu xong rồi cái nhận ba la mật rồi? Như bắt đầu, không có nhúc nhích. Muốn biết rồi, thầy nói thầy rất tiếc là thầy vẫn chưa tới nữa. Thầy nói thầy biết rồi, thầy nói thầy biết rồi. Làm sao mà thầy biết được? Mình chưa tới đâu, làm sao mình dám nói biết được? Chúc quý vị may mắn. Sao quý vị biết mình chưa tới? Làm sao quý vị biết có người chưa tới đó? Cái người mà nói là tôi hiểu cái nhẫn ba la mật này, cái tôi đã tu xong ba la mật này, cái người đó là chắc chắn chưa tu xong nữa. Khoác lác nó trời, cái này dễ thi mồ, con nít nó làm cũng được nữa. Chỉ biết những cái hàng người nó chưa như chuyện khoác lác, chuyện mồ nghĩ là nó dễ, chứ nó gì nó làm cũng được hết đó. Mấy người nó làm chưa được, chuyện mồ thì khoác lác người ta. Có nghĩa là nếu như nhẫn mà cái nói là gì, cái nghĩa gì, nếu cái gì mà không có động, không có rút lui, cái gì khi mới chuyện nhẫn là cái gì cũng không có giận mà cũng không có tự mãn. Ai thắc mắc gì không?
Nên muốn nhắc lại cái muốn giới thiệu quý vị một cái vị tăng người Tây Tạng. Nếu quý vị không có nhận đó, thì quý vị biết mình không nhận khi người ta hại mình nữa, bỗng nhiên mình muốn trả thù. Nếu người ta làm hại mình, người ta mắng chửi mình, ta mà mình muốn trả đũa đó, mà mình muốn nổi giận đó, ok, muốn trả đũa đó, cái đó là rõ ràng chứng minh quý vị không có nhận. Đó. Ngày nay có hai người đó, cô kể với thầy thôi. Trả thù mới là thú vị chứ. Mình đủ cách để mà trả thù đó. Nhưng khi mà trả thù nhẹ nhẹ, chậm chậm. Cái vị sư Tây Tạng này á, dạy rằng á, đề nghị rằng á, cái vị nên quán về cái nhận bằng bốn cái khía cạnh khác nhau, là bắn mũi tên, cái tự bí, thầy với trò, và cuối cùng là cái bản tính của cái cuộc sống này. Cho con hỏi, nói về sứ Tây Tạng, về cái patient đó, người Trung Quốc mà cứ đàn áp dân Tây Tạng, người ta mới quý thầy cứ... Cô hỏi là dạ như Trung Quốc có đàn áp người Tây Tạng, cái đó là đang tập là sao? Chắc là đang tập cái kiên nhẫn, thì nó đúng rồi. Cái làm và bắn mũi tên. Cảm ơn cô đã hỏi. Nói về cái mũi tên, mình quán là mình làm cái gì đó, là cái mục tiêu cho cái mũi tên. Nếu quý vị mà không trong quá khứ, không tạo cái duyên để mình trong tương lai mình trở thành cái mục tiêu của cái mũi tên, thì những cách nào nó bắn trúng cái được hết. Về theo cái luật nhân quả đó, là quý vị ngày hôm nay nó bắn cái vị được trúng cái vị đó, tại vì trong quá khứ đó quý vị đã hại họ rồi. Phải thắc mắc gì không? Là cái vị mà trong quá khứ đã tạo những cái hành động, trong những cái lời nói, thì trong tương lai cái vị sẽ bị nó trả đũa lại. Nói cách khác, những cái chuyện nó không tốt nó xảy ra chỉ chúng ta, tại vì mình đã tạo cái nhân đó rồi, thằng ngày nay mình lãnh cái quả nó, mình trả đũa nó chỉ thêm đổ dầu thêm ba lửa thôi. Đừng giận người ta. Thầy, nếu mà Phật nói lửa thiêu rừng công đức, vậy mình nói là mình giận, mình đốt thắng hay sao? Thì Phật nói rằng những cái công đức mà quý vị tạo ra đó, kiên nhẫn mà tạo ra đó, nếu như quý vị để cái lửa giận nó khởi lên á, quý vị có thể đốt cái rừng công đức nó nổ trong một ngày thôi. Mình trả đũa đó, mình chỉ tự hại mình thôi. Ai có vấn đề gì không? Cái đó là quán về cái mũi tên, là quán về cái từ bi. Thay vì mà nổi giận, thay vì mà trả đũa, mình phải nhìn con người nó đang hại mình đó, đang mắng giết mình đó, thiệt ra họ đang khổ dễ sợ, nhìn thấy cái khổ sở và cái đau đớn của họ. Họ đau đớn cái độ mà họ mất cái tự chủ, họ phải đánh đập quý vị, họ phải mắng quý vị, họ mới chịu đựng nổi. Họ đau đớn khổ sở quá đi, họ phải có những hành động như vậy. Họ nổi khùng lên, họ thiếu tự chủ, họ bị ma giật dây mà không biết, không cần phải giận họ. Thay vì nổi giận thì nên phát cái tâm từ bi. Thay vì mình nhìn tới cái khổ sở đau đớn của mình, thì nhìn cái đau đớn của người kia. Là vấn đề gì không? Ngài muốn làm chuyện này. Nhiều khi mình thấy người ta hại mình, người ta đang giày vò mình, đang tra tấn đánh đập mình, cái việc không hiểu là họ khi có hành động như vậy, thiệt sự họ đang khổ tâm, họ đang khổ sở, dễ sợ mới có được cái hành động như vậy. Họ có ý thức không ý thức nó không quan trọng, sự thật á, cái động cơ thúc đẩy họ là một cái đau đớn nó khủng khiếp. Quán về cái thầy và trò, bất cứ người nào tới thì họ tạo cái sự khổ sở cho quý vị, cái khổ não cho quý vị, thì nhìn cái người tập nhìn cái người đó là thầy của mình. Nói cách khác,
người thầy phải hành hạ đánh đập học trò. Ai có vấn đề gì không? Nói cách khác, nếu như mà quý vị nghĩ là ông thầy phải là người dịu dàng, người tử tế, từ bi này nọ, thì người đó không phải là thầy quý vị, người đó thiệt là con ma. Cái này quý vị đừng có hiểu lầm. Cái này khi mà quý vị bị đánh đập hành hạ, bị mắng giết, bị tra tấn, quý vị đau đớn khổ não dễ sợ lắm, thì quý vị sinh ra cái tâm biết ơn là cái người này là đang giúp mình tu cái hành nhẫn. Nếu quý vị mà đã đạt tới được cái nhẫn ba la mật rồi đó, thì quý vị tự động sẽ biết ơn cái người này hành hạ mình. Cái sự thật khi mà quý vị muốn biết rằng là mình đạt tới nhẫn ba la mật chưa đấy, thì cái người mà đạt được nhẫn ba la mật là cái người tự động cảm ơn cái người kia, biết ơn cái người kia. Khi mà người ta ác, người ta tàn nhẫn với mình, mà cái tâm mình bỗng nhiên phát cái lòng biết ơn, thì cái người đó đã đạt được nhẫn ba la mật rồi. Ai thắc mắc gì không? Ngày hôm nay quý vị nhẫn quá trời rồi đó. À, cô có câu hỏi không? Không phải cái phát cái lòng biết ơn không, mà quý vị làm cái gì để tỏ cái tri ân của mình. Không phải chỉ tư tưởng. Lúc đó quý vị đạt được cái nhận ba la mật rồi. Nếu chưa được như vậy thì kèm cái lòng giận, cái lửa giận mình đó, đừng có giận. Mình thất bại nữa, mình cố gắng lại, tiếp tục, phải tiếp tục tu tinh tấn hơn một tí nữa, phải tiếp tục tu cái định và tu cái huệ. Thầy có nhiều cái thầy muốn nói cái vị quá, nói nhiều quá cái vị là nổi khùng lên. Mình chỉ mới nói sơ sơ bên ngoài thôi, nói nhiều quá sợ cái vị nổi khùng. Ví dụ có mấy người mình ghét cay ghét đắng. Cái mà thầy khuyên cô này, cô nói là cô có một cái người mà trước mà sếp cũ cổ là cay nghiệt với cổ lắm. Thầy cô nó muốn tỏ lòng biết ơn, thầy nói cô đừng có dạy. Mình phải khôn đó, là mình phải để người ta đó để dành, để mà sau này mình dùng họ để thử cái nhận của mình. Đừng có giải quyết. Thì có những cái người mà họ rất là ác cay nghiệt với thầy á. Mà quý vị những trường hợp như vậy, quý vị thầy chắp tay lại cầu ơn trên Thượng Đế Phật Bồ Tát để cho họ tiếp tục như vậy, họ khỏe mạnh, để sau này mình dùng họ để mình thử. Thầy không có giải quyết. Cái đó là cái điều thứ nhì để quý vị nhận ra được làm sao mình ra trường rồi, lên lớp rồi, là tại vì mình có những cái thử thách như vậy, để lâu mình tới mình thử mình qua được không. Nhưng để quý vị hiểu không? Khi mình để dành như vậy, mình đang gián tiếp dày vò họ để cho họ khổ. Rút. Cái gì có những khờ thiệt. Cái đó mới gọi là nhẫn. Mình biết nó thù mình, nó cực khổ. Lúc mà thù mình họ cực khổ dễ sợ. Nhớ cái phần quán mà từ bi không? Họ nó khổ dễ sợ, họ giận mình, họ khổ dễ sợ. Mình quán như mình đó. Khi việc kiếm người ác hơn thầy khó mà kiếm ra lắm. Có nhiều cách mà tập cái nhẫn lắm thưa quý vị. Cuối cùng như thế nào? Cái bản tính của cái cuộc sống này, quý vị thấy tất cả nó đều là giả. Quý vị nhìn thấy nó giả hết. Cái mặt nó hung tợn, những cái lời nó mắng giết, nó cay chua, nó cay nghiệt, nó toàn là không hết, nó đều là không hết. Quý vị mà đúng nghe cái lời mắng giết, cái toan lỗ tai này nó qua ra lỗ tai kia là xong. Những cái mặt nó xấu xí,
mà khi mặt nó cau có mà nó gớm dễ sợ, mình cười trong thầm trong bụng, sao mày xấu dễ sợ gớm. Mình tự nói là cái mặt nó xấu dễ sợ, mình mấy mình hiểu được cái pháp hành mình thì nó xấu như nó được. Quý vị có những ác thì sợ, khi mà thầy giảng cái đàng hoàng thì ai cũng giảng luôn rồi, thấy mà giảng cái phần ác này, những cái pháp này, cái việc có thể tu theo cái đường tốt hoặc cái đường xấu, mà giảng đường tốt thì ai cũng buồn ngủ, bắt đầu chuyên giảng cái đường mà ác ấy, thì ai cũng thích, thì ai cũng mắc mờ thao láo ấy. Đó, cái đau khổ của họ cũng là không nữa, kệ để cho nó khổ tiếp. Bởi vậy nó mới đưa mình tới cái cảnh giới là không có pháp nhẫn nào hết á, kệ cho nó khổ. Nghe với cái từ bi đâu, thì nói mình từ bi mình không có lộ ra. Cái gì không đồng ý với thầy? Ác dễ sợ, không cái gì quỷ quái. Thầy muốn dạy cái gì nữa? Thì thật cái gì biết sao? Làm sao quý vị biết mình tới rồi? Làm sao quý vị biết mình tới rồi? Nhiều khi mình ác, nhiều khi mình không ác. Nó hoài lúc mình không còn chấp nó nữa. Có lý không? Tại vì nếu cái gì mà chấp vào mà cái pháp nhẫn là cái gì, như khi mình cũng là mình cũng tốt, khi nào ha? Hoặc là mình khi nào mình cũng ác. Đằng này mình lâu lâu mình ác, lâu lâu mình tốt. Không cách nào nó biết được hết. mình ác nó dễ sợ, như được cái tâm mình rất là từ bi. Có lý không? Làm sao quý vị thấy được bây giờ? Làm sao quý vị lộ ra bây giờ? Không cách nào nó biết được hết. Tâm quý vị biết đó. Ai có thắc mắc gì nữa không? Cái tụng này như vậy là thầy hết hơi của thầy rồi. Thầy chưa bao giờ nó ác như vậy. Giảng kinh 11 năm trời chưa bao giờ mà nó quỷ đến độ như vậy. Bây giờ chỉ là xuống à, là hạ xuống những cách nào mà hơn cái này nổi. Thành thầy mới nói cái thiền trí thức nó còn dễ sợ hơn con ma nữa. Tại sao như vậy? Con ma nó tới là mình biết mình sợ mà bỏ mình chạy được. Còn thiền trí thức nó tới mình tưởng bỡ. À, nhiều khi ông ác hơn con ma nữa mà cái gì không thấy được thôi. Nó thiệt cái gì, thầy sợ hôm nay là sợ con ma. Mình nhận được người đó, trở về cái tâm này, nhìn thấy nhìn cái người này nè. Quý vị có Đức Phật có dạy chỗ nào thấy thiện thích, thiện thích trong này không? Tại vì cái mười thiên ma, mười tụi ma này á, nó còn trình độ thấp, nó mới lộ ra được. Ác Ấn Độ mà quý vị cũng thấy được họ ác không nữa. Ác Ấn Độ như vậy đó, khiếp luôn. Thôi nói chuyện mới chơi vui vậy, đừng có ác. Không thấy được cái hoa sen trắng mà trong rừng hoa sen trắng luôn. Không được ngồi thiền nữa, không thấy. Sáng ngồi thiền. Cái đó là cảnh giới tốt. Mình hướng công đức.